những chú chó là cầu nối của ta với thiên đường. Quả thật có lẽ trên đời này hiếm có thứ tình yêu nào trong trẻo như tình yêu của một chú chó dành cho chủ nhân mình. Lần này cả nhà hãy cùng tôi xem lại bộ phim từng lấy đi nước mắt của biết bao khán giả, bộ phim Chú chó trung thành Hachiko. Hachi là một chú chó vừa được vận chuyển từ Nhật đến nước Mỹ xa xôi. Đêm đó, chú chó được một giáo sư tìm thấy trong tình trạng không được tốt lắm. Parker bị vẻ mặt lanh lợi và đáng yêu của nó thu hút và rồi không kìm chế được ông đã quyết định mang chú chó nhỏ này về nhà. Chú chó được mọi người trong nhà yêu mến, đi đến đâu họ cũng ôm nó theo bên mình. Chỉ duy nhất vợ của ông là không đồng ý cho chú chó ở lại. Nhưng ông vẫn cố gắng thuyết phục vợ để nó lại cho đến khi tìm lại được chủ nhân thật sự của nó. Ông bắt đầu mang chú chó đến chiếc cũi mà chú chó cũ của gia đình từng ở và sử dụng lại các đồ vật đã có sẵn. Sáng hôm sau, ông hãnh diện mang chú chó đi khắp mọi nơi và dừng lại tại một cửa hàng bán sách để xin được dán tờ giấy tìm chủ cho chú chó. Parker mang chú chó đến gặp ông bạn người Nhật và biết được rằng chú chó của mình là một giống chó được gọi là Akita và ký tự tiếng Nhật trên thẻ đeo cổ của nó là Hachi với số 8 là biểu tượng của sự may mắn. Sau khi trở về nhà, Parker thích thú nói cho vợ nghe về cái tên mới của chú chó nhưng không ngờ rằng vợ của ông lại nổi trận lôi đình vì bà ấy sợ ông sẽ giữ nó lại. Hai người bắt đầu tranh cãi và rồi họ phát hiện ra chú chó đang cắn phá đồ đạc trong nhà. Thật chẳng biết giải thích làm sao, ông vội vàng ôm chú chó ra khỏi nhà. Đêm hôm đó Hachi cũng ngủ ngoài cũi của chú chó cũ đã mất, trời thì lại đang mưa rất to, chú chó nằm co ro vào một góc. Không lâu sau ông chủ đã dầm mưa ra ngoài cũi và mang Hachi vào trong nhà. Cả hai đã trải qua một giờ đêm ồn ào bên chiếc tivi mãi cho đến khi ông ngủ gục đi lúc nào không biết. Trời hừng sáng cũng là lúc ông mang Hachi ra ngoài sân và cùng chú chó chơi trò nhặt bóng. Lúc này cả hai mẹ con họ từ bên trong cũng có thể quan sát được ông Parker cùng Hachi nô đùa ngoài sân. Khung cảnh này gợi cho người ta cảm giác thật yên bình. Hachi là một chú chó ngoan nhưng cũng rất nghịch. Vậy mà gia đình giáo sư vẫn yêu thương chú như một người trong gia đình không bao giờ thay đổi. Đáp lại tấm lòng đó, Hachi dành cho chủ một tình yêu thương vô điều kiện. Cùng mọi người trong nhà trải qua nhiều thăng trầm thay đổi trong cuộc đời, một buổi sáng mùa xuân Hachi bây giờ cũng đã lớn, chú chó đang đào dưới hàng rào để tìm đến Parker. Bằng cách nào đó nó đã biết được giờ nào ông chủ của mình sẽ đi làm. Ngồi từ trên xe lửa, Parker ngạc nhiên khi nhìn thấy chú chó của mình. Ông vui mừng chạy xuống ôm lấy nó và yêu cầu Hachi về đi nhưng chú chó có vẻ không đành lòng. Cả hai quyến luyến nhau một tí rồi Parker đành bỏ lỡ chuyến tàu để đi bộ đưa Hachi về nhà. Ông cật lực lấp lại cái hố mà Hachi đã cất công đào. Sau đó được sự giúp đỡ của vợ, ông đã yên tâm đi làm như mọi ngày. Nhưng có như vậy cũng không làm khó được Hachi. Nó phóng vọt ra khỏi hàng rào rồi lại lần mò khắp nơi để tìm kiếm ông chủ. Từ một chú chó đi lạc, Hachi trở thành người bạn thân thiết của giáo sư Parker. Mỗi ngày khi giáo sư ra ga tàu để tới trường đại học, chú chó đều lẽo đẽo theo sau tiễn chủ. Tới cuối chiều, Hachi lại chạy ra tận sân ga quẫy đuôi chờ giáo sư bước ra. Parker cố gắng để huấn luyện Hachi làm những trò bình thường mà những chú chó khác hay làm, chẳng hạn như nhặt bóng. Nhưng dường như trong suốt thời gian qua chú chó vẫn chưa học được kỹ năng này. Ken thích thú giải thích rằng giống chó Akita sẽ không làm những trò đó đâu, bởi vì nó sẽ không cố ý nịnh nọt hay làm chiều lòng bất kỳ một ai. Nếu Hachi nhặt quả bóng chắc hẳn nó sẽ là vì một lý do rất đặc biệt. Hôm sau, Parker và Hachi tiếp tục duy trì thói quen đi bộ cùng nhau đến nhà ga và chiều họ gặp lại cũng ở nhà ga đó để cùng nhau đi bộ về nhà. Ngày thành hôn của con gái Parker, Hachi đã có mặt trong bức ảnh cưới của gia đình họ. Một hôm khi Parker đi làm về và không thấy Hachi đợi mình như mọi ngày, ông đã hoảng hốt chạy đi tìm chú chó khắp nơi. Cả vợ ông cũng nói rằng sáng giờ đã không nhìn thấy Hachi đâu cả. Ông chạy về nhà và luôn miệng gọi tên Hachi và ông đã nghe thấy tiếng sủa của nó. Ông thấy Hachi đang ở trong một nhà kho và nó sủa vì sự xuất hiện của một con chồn hôi trước mặt. Parker cầm lấy cây chổi cố gắng đuổi nó đi và không để Hachi bị tổn thương. Nhưng điều gì đến cũng phải đến. Cả hai người chủ và chó đều dính phải mê hồn hương của chú chồn hôi bé nhỏ đó. Kết quả là họ phải mất cả ngày trời để tắm gội cho bay đi mùi hôi thối đó. Ngày hôm sau, gia đình họ nhận được một tin vui, con gái Andy của họ thông báo rằng cô ấy đang mang thai. Họ hạnh phúc vì sắp được chào đón một thiên thần mới. Hachi nằm đó dõi theo gia đình hạnh phúc của họ. Vào một buổi sáng mùa đông, Hachi cư xử thật kỳ lạ. Nó cứ nhảy lòng vòng rồi đứng im một chỗ. Sau khi Parker đi rồi, Hachi vội vàng chạy vào nhà kho và gặm quả bóng đuổi theo. Đây là lần đầu tiên ông có thể chơi trò ném bóng với Hachi kể từ khi nuôi nó đến giờ. Và ông tự hào mang điều đó ra khoe với mọi người. Hachi có lẽ chảnh hơn các giống chó khác vì nó vốn thuộc dòng chó quý tộc Akita. Điều này thể hiện ở việc nó không thèm nhặt bóng do ông Parker ném. Việc nó đưa đón ông Parker cũng là do nó thích thế, chứ không ai bảo được nó phải làm gì. Thế nhưng có một lần duy nhất nó tự ngậm bóng đến nhà ga để chơi trò ném bóng với ông Parker. Đó là lần duy nhất, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Bởi buổi sáng hôm đó nó cảm thấy ông Parker sẽ ra đi mãi mãi. Hachi không thể nói nhưng nó cảm nhận được ông Parker rõ hơn bất cứ ai trên đời này, kể cả vợ con ông. Parker giảng dạy trong lớp học nhưng vẫn cầm quả bóng trên tay, rồi cơn nhồi máu cơ tim đột ngột khiến ông ngã quỵ xuống.
Hachi vẫn đang ngồi đợi ngoài nhà ga nhưng không thấy ông chủ xuất hiện như mọi ngày. Dòng người cứ thế thưa dần, Hachi vẫn nằm đó cho đến khi màn đêm buông xuống và chuyến tàu cuối cùng cũng kết thúc. Lúc 9 giờ 30 phút tối, con rể của Parker đã phải đến nhà ga đón Hachi trở về. Từ cũi của mình, Hachi theo dõi gia đình họ. Sáng hôm sau, Hachi thất vọng vì người đến mở cũi là Andy chứ không phải ông chủ. Trong khi cả gia đình họ tập trung tại đám tang của giáo sư Parker thì Hachi đến nhà ga tiếp tục chờ đợi. Nó không có một thông tin xác thực nào để biết rằng ông Parker đã chết. Thế nhưng người viết tin rằng Hachi luôn biết ông Parker sẽ không bước ra từ chuyến tàu đó nữa. Nhân viên nhà ga đến bên cạnh Hachi và nói rằng đừng đợi nữa, ông ấy không về đâu. Hachi không ngu ngốc vì nó có thể hiểu điều đó nhưng nó biết được bản thân mình cần phải làm gì. Sau khi an táng cho chồng, bà Kate cũng bán nhà và chuyển đi nơi khác sinh sống. Hachi được đưa đến sống với gia đình của Andy. Một ngày nọ, chú chó trốn thoát và đi theo đường ray xe lửa đến Bidris. Sau đó nó băng qua cả dãy phố để tìm đến nhà ga cũ và tiếp tục chờ đợi ông chủ Parker. Vợ chồng của Andy tìm đến nhà ga, họ vô cùng lo lắng cho chú chó và đưa nó trở về. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ buồn bã của Hachi, cô ấy thật sự không nỡ nhốt nó mãi ở đây được. Và rồi Andy quyết định mở cửa để Hachi đi thực hiện điều mà nó muốn. Chú chó liếm lấy tay của Andy như thể hiện tình yêu đối với cô ấy và rồi chạy khỏi ngôi nhà. Mỗi ngày vào lúc 5 giờ chiều, Hachi đều đợi người bạn thân nhất của mình. Câu chuyện về một chú chó trung thành ngồi đợi chủ mỗi ngày tại nhà ga được lan truyền khắp nơi. Những người bán hàng xung quanh mang thức ăn và nước đến chăm sóc chú chó. Sau khi một phóng viên viết câu chuyện về Hachi, những người tốt bụng đã gửi thẻ và tiền đến nhà ga. Ken cũng đọc tác phẩm và đến thị trấn để giúp đỡ. Ken nói nhỏ vào tai Hachi rằng ông ấy cũng nhớ bạn mình. Vào ngày giỗ thứ 10 của Parker, Kết trở lại thăm mộ của chồng mình. Ken cũng ở đó. Hachi bây giờ cũng đã già đi theo thời gian nhưng nó vẫn quanh quẩn bên nhà ga đến độ người xung quanh ai cũng biết đến nó. Kết và Hachi sau đó đã có cuộc hội ngộ đầy xúc động và cả hai cùng nhau ngồi chờ đợi chuyến tàu sau. Kết trở về nhà trong lễ Giáng sinh mà không có Hachi. Bà kể cho cháu ngoại 10 tuổi của mình nghe về câu chuyện giữa chú chó trung thành Hachi và ông Parker. Đâu đó bên ngoài gia đình hạnh phúc của họ, tại một nhà ga phủ đầy tuyết trắng, Hachi nằm đó và hồi tưởng về những kỷ niệm đẹp của mình với ông chủ Parker. Những ngày chú chó được đi cùng ông chủ đến nhà ga và sau đó một hành khách cuối cùng dừng lại ở cửa, đó là Parker. Ông ấy mỉm cười gọi Hachi. Con chó già ngẩng đầu lên và chạy vào vòng tay của ông. Một ánh sáng rực rỡ lấp đầy màn hình và Hachi nằm im bất động. Sự chờ đợi của nó kết thúc. Nó chỉ chịu từ bỏ khi chút hơi thở cuối của mình trên nền sân ga lạnh lẽo. Máy quay quay lên bầu trời đêm khi cậu bé Ronnie, cháu ngoại của Parker, kể lại câu chuyện này. Mình chưa bao giờ gặp ông ngoại vì ông chết khi mình còn bé xíu. Nhưng khi mình được nghe kể về ông với Hachi, mình cảm giác như đã biết ông từ lâu rồi. Cả hai đã dạy cho mình ý nghĩa của lòng trung thành. Rằng ta không bao giờ được quên những người mà mình yêu thương. Đó là lý do tại sao Hachi sẽ mãi là người hùng của mình. Tại xe buýt của trường, Ronnie gặp bố của mình và một chú chó bé nhỏ dễ thương. Họ cũng đặt tên nó là Hachi. Bộ phim kết thúc với cảnh Ronnie và chú chó con đi trên con đường mà Hachi đã đi cùng ông Parker nhiều năm trước. Câu chuyện có thật này đã được rất nhiều người biết tới và Hachi trở thành một huyền thoại về lòng trung thành của những chú chó mà người Nhật Bản vô cùng tự hào. Thậm chí người dân Nhật đã chọn ngày 18 tháng 4 là ngày mất của Hachi để tưởng niệm và ca ngợi lòng trung thành của chú chó nhỏ. Chú chó trung thành Hachiko là một phim hay dành cho gia đình, đặc biệt với các em nhỏ. Không thể nói cũng chẳng có trí thông minh vượt trội như con người nhưng loài chó đôi khi lại dạy cho chúng ta những bài học quý giá về tình thương cùng những đức tính cao quý. Một con chó sẽ không quan tâm đến việc bạn thông minh hay ngu dốt, bạn xinh đẹp hay xấu xí, chỉ cần bạn trao trái tim mình cho nó và nó sẽ trao lại trái tim nó cho bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi kênh. Hẹn gặp lại các bạn vào những review phim tiếp theo.